sẽ có 25 điểm dừng khẩn cấp trên cao tốc Bắc Nam, đoạn Mai Sơn, quốc lộ 45. Trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, lãnh đạo Ban quản lý dự án Thăng Long, đơn vị quản lý dự án cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 cho biết, dự án cao tốc Bắc Nam, đoạn Mai Sơn, quốc lộ 45 đang triển khai thi công thêm làn dừng khẩn cấp trên tuyến. Cụ thể, số làn dừng khẩn cấp sẽ được tăng từ 13 lên 25 điểm, chiều dài mỗi điểm dừng tăng từ 30m lên 170m, đoạn chuyển tiếp ra vào điểm giảm còn 50m. Trước đó, theo thiết kế, cứ 8 đến 10 km sẽ được bố trí một điểm dừng khẩn cấp. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu có nhiều bất cập, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu tăng thêm số điểm. Theo đó, cứ 4 đến 5 km sẽ được bố trí một điểm dừng khẩn cấp. Vì vậy, sau khi điều chỉnh, dự án cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 sẽ được bổ sung 13 điểm dừng khẩn cấp. Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho hay, việc thay đổi thiết kế làn dừng khẩn cấp sẽ phải bổ sung thêm giải pháp kỹ thuật và tăng chi phí xây dựng. Đối với các dự án đầu tư công, chi phí phát sinh sẽ được lấy từ nguồn dự phòng của gói thầu hoặc của dự án. Ngoài dự án cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã chỉ đạo các ban quản lý dự án và doanh nghiệp dự án đối với dự án BOT tăng thêm số lượng và chiều dài làn dừng khẩn cấp tại các dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2017-2020. Một chuyên gia giao thông cho biết, cao tốc Bắc Nam, đoạn Mai Sơn quốc lộ 45 theo yêu cầu của Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải sẽ phải hoàn thành trong năm 2022. Vì vậy, việc sớm triển khai thi công thêm các điểm dừng khẩn cấp là rất cần thiết để đảm bảo khai thác đồng bộ tuyến thời gian tới.